Thưa quý vị, sáng nay 11 tháng 1, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 khai mạc hội nghị lần thứ 11 để thảo luận đề xuất các nội dung trọng điểm để lãnh đạo chỉ đạo trong năm 2023. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, trong năm 2022, Đảng bộ thành phố Hà Nội triển khai các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn thách thức đan xen. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng như công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Từ đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu tích cực tham gia cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy Hà Nội năm 2022. Đặc biệt là phân tích đánh giá sâu 11 nhóm hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị xã hội và 6 nhóm hạn chế trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp các giải pháp khả thi, hiệu quả để giúp Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu, xây dựng kế hoạch, quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo khắc phục bằng được những hạn chế tồn tại đã được chỉ ra.